Được dựng lên ở thành phố Bristol của Anh, mô hình ngôi nhà bơm hơi trên sao Hỏa là ý tưởng giúp chúng ta hình dung cuộc sống của con người sẽ diễn ra như thế nào trên sao Hỏa. Đây cũng là mục tiêu trong tương lai, đồng thời giúp mọi người nhìn lại cách sống của mình trên hành tinh xanh hướng đến cuộc sống bền vững hơn. Dự án quy tụ các nhà khoa học vũ trụ, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế và học sinh chuyên tạo ra các tòa nhà thích ứng với môi trường sống đặc biệt như ở nam cực Nhóm chuyên gia đang tính đến dự án chuyển vật liệu lên sao Hỏa. Ngôi nhà hai tầng rộng 53 mét vuông này được cung cấp năng lượng từ hệ thống pin mặt trời và thích ứng với nhiệt độ trung bình âm 63 độ C. Nhà có một phòng khách thủy canh nơi chủ nhân có thể sống giữa không gian nhiều cây xanh và có thể thưởng thức chế độ ăn uống lành mạnh.